Đi làm thì các bạn thích tăng lương, và chỉ thi các bạn thích tăng gì? À, chắc chắn là tăng điểm rất là tốt. Vậy tại sao các bạn có thể áp dụng 3 thành ngữ sau đây? Siêu ngắn, siêu dễ nhớ, để giúp các bạn có được điểm cao hơn trong kỳ thi speaking cũng như gây ấn tượng mạnh với giám khảo. Now, let's go. Ok, number one, cup of tea, một tách trà. Chúng ta có thể miêu tả về sở thích, đam mê hay những hoạt động yêu thích của chúng ta. Ví dụ, milk tea is my cup of tea. Traveling is my cup of tea. Number two, busy as a bee, bận rộn như một con ong. Có thể áp dụng cho những chủ đề khô khan một chút. Ví dụ như art gallery, museum, hay nói về những điều mà chúng ta ít làm. Ví dụ nhé, do you often go to the museum? Well, because I'm busy as a bee, I don't have time to go to the museum. Cuối cùng là number 3, ups and down, niềm vui và nỗi buồn. Dịch hoa mỹ hơn có nghĩa là những thăng trầm trong cuộc sống nhé. Chúng ta có thể áp dụng thành ngữ này cho những chủ đề về relationship, ví dụ như family, friend, hay thậm chí là marriage, hôn nhân nhé. Đến với câu ví dụ nè, why are you close with your friend? Các bạn có thể trả lời là we often share up and down with each other. Vừa rồi là ba thành ngữ siêu ngắn siêu dễ nhớ để giúp các bạn có được điểm cao hơn trong phần thi speaking cũng như gây ấn tượng mạnh với giám khảo. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy để lại like, share và đăng ký kênh để giúp IC có thêm động lực tạo ra các video tiếp theo nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo. Goodbye.